chiều ngày 21 tháng 6, thành phố Tân An tổ chức hội nghị góp ý tưởng điều chỉnh quy hoạch khu vực sân vận động Long An. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lê Thanh Nghiêm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trương Văn Nọ và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa đến dự khu đất sân vận động Long An nằm ở số 44B Trương Định, thành phố Tân An, hiện đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tổ chức các giải thi đấu bóng đá. Vì vậy, tỉnh Long An sẽ bán đấu giá tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất này để xây dựng khu liên hiệp thể thao mới. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày thiết kế ý tưởng quy hoạch dự án trung tâm thành phố Tân An, theo ý tưởng thiết kế trung tâm thành phố tân an sẽ được xây mới gồm tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn căn hộ cho thuê căn hộ nhà ở thương mại công trình công cộng mặt bằng tổng thể của trung tâm sẽ bao gồm công viên thể thao trung tâm thể thao sân thể thao đa chức năng hồ quảng trường thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tân An Nguyễn Minh Hùng cảm ơn và ghi nhận những góp ý thiết thực cụ thể của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành. Thành phố sẽ phối hợp đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh ý tưởng và triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả các dự án. Vừa thu hút nguồn lực phát triển dịch vụ thương mại, vừa đặc biệt chú trọng đến đời sống nhân dân, an sinh xã hội, tạo cảnh quan đô thị mới, trở thành điểm đón và giữ chân khách du lịch khi đến Tân An và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.